Tỷ phú Mỹ Elon Musk, chủ sở hữu mạng xã hội X, bày tỏ mong muốn phỏng vấn ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris. Hiện chưa rõ Phó Tổng thống Mỹ có chấp nhận lời mời của ông Elon Musk hay không. Bà Harris chưa tham gia bất cứ cuộc phỏng vấn riêng nào trong hơn 3 tuần gần đây. Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã có cuộc phỏng vấn dài 2 tiếng với cựu Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội X. Hai người thảo luận về nhiều vấn đề của Mỹ như nhập cư, lạm phát, giáo dục, biến đổi khí hậu. Cuộc trò chuyện này phá vỡ kỷ lục, được hơn 16,4 triệu người theo dõi tính theo thời gian thực.